Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Honey Beauty mọi người ha. Em lại là Dương đây ạ. Và hôm nay em xin phép nối tiếp về các series dáng mi tại bên em mọi người nhé. Thì lần trước đã có một dáng mi đó là mi sụp nhưng mà lại là một nhí. Bữa nay thì sẽ là một dáng mắt khác nha mọi người. Và một dáng mắt này cũng rất là đặc biệt luôn. Khách hàng này của em là dáng mắt cũng là dáng mắt sụp. Đuôi sụp luôn, đuôi rất là cục luôn, nhìn trông rất là buồn luôn. Nhưng lại là hai mí chứ không phải là một mí đâu ạ. Rồi trước khi là chị sẽ tư vấn dáng mắt cho em thì em cho chị hỏi một chút là mình có thể giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì và sinh năm bao nhiêu, độ tuổi ở đâu không? Chào chị, em tên là Bích Ngọc, em sinh năm 2003, em ở Đồng Tháp ạ. Em ở Đồng Tháp, vậy bây giờ em có ở Sài Gòn không hay là em từ Đồng Tháp em lên đây luôn? Dạ hiện tại là em đang học ở trên Sài Gòn á. Em học Sài Gòn, em đang học cấp 2 hay là em học đại học? Dạ em đang học một trường cao đẳng ở trên Sài Gòn ở đây ạ. Ôi trời, nhìn em như bé cấp 2, em rất là trẻ và xinh luôn đấy bé. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cho chị hỏi là em biết Honey qua đâu nhỉ? Em biết Honey qua kênh YouTube á chị. Tại vì em có vô tình lướt được á, em thấy có một điều thú vị gì đó, em mới vô coi thử. Và em thích nghe giọng của chị. Cảm ơn em nhé. Vì chị, em cho chị hỏi là em coi cái clip nào mà em thấy thú vị nhỉ? Em coi cái dáng mi á, nói mi bên chị á, thì em thấy nó xinh và kiểu thú vị. Và cái em thấy sự hòa đồng từ mọi người á chị, kiểu mấy chị tư vấn viên như chị nè và mọi người á rất là thân thiện với nhau á, nên là em thấy thích bên mình nhiều hơn, em có một thiện cảm. Rồi chị cảm ơn em nhiều nhé. Vậy rất là cảm ơn em đã dành một cái sự ưu ái nhất định dành cho Honey như vậy nha em nhé. Rồi bây giờ thì Dương xin phép giới thiệu cho mọi người về cái dáng mắt của bạn này ha mọi người. Thì như mọi người có thể thấy này, mắt bạn này cái đuôi rất là dài và rất là sụp luôn. Và sụp mà còn sụp dài tới cả qua cái chân mày luôn cơ. Rồi cái thứ hai nữa là cái phần đầu mắt của bạn ấy cũng chũi xuống, chứ nó không có đi ngang như là mọi người. Đây là nó bị chúi xuống hẳn luôn mọi người thấy không ạ? Thì nhìn con mắt rất là buồn và nó rất là bị tối mắt đấy mọi người. Cái điểm thứ ba nữa là bạn này có hai mí. Tuy nhiên một mí to và một mí nhỏ. Đây là mí to ạ và đây là mí nhỏ. Và khi bạn nhìn thẳng, bạn nhìn thẳng giúp chị nhá. Đấy mọi người có thể thấy không ạ? Cái mí đang có nhưng mà nhìn lên một cái nó thành mí lót luôn rồi. Nhưng mà bên này lại vẫn rõ mí. Thì đối với cái dáng mi này, chúng ta có một cái bộ mi như thế nào để mà phù hợp với cả cái tình trạng mi, có thể cải thiện cho bạn ấy về cái vấn đề là không sụp mắt nữa này. Vậy là chị đã xác định cái dáng mắt cho em rồi đấy ha. Thì bây giờ đến lượt mình xác định cái kiểu mi phù hợp với dáng mắt của em nhé. Thì đối với dáng mắt của em này, chị sẽ làm cho em cái độ cong sẽ mix giữa hai độ cong. Đó là độ cong thứ nhất là độ cong C, thứ hai cái đuôi của em sẽ làm độ cong D, là độ cong sẽ nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là chị sẽ tính làm cho em cái dáng mắt là baby doll. Thì cái dáng mắt này sẽ giúp cho cái cung mắt của em được mở to và tròn hơn. Cái phần đuôi của em nó sẽ không bị sụp nữa, mà trông nó sẽ rất là tròn và nhìn cái xoát diện của em nó sẽ tươi hơn. Cái phần đỉnh giữa của em nó quá cao, cho nên là chị sẽ không có dùng số dài cho em mà chị sẽ dùng số vừa phải thôi. Thì theo như em thấy như thế nào nhỉ? Dạ, theo em thấy là cũng được. Nhưng mà bên cạnh đó em muốn làm kiểu như hơi mỏng quá chị. Dạ. Vậy là em thích nó mỏng thôi, tự nhiên thôi. Nhưng mà nó cũng phải ấn tượng đúng không nào? Dạ. Vậy thì nếu mà nối kiểu lát bình thường thì nó lại đã trà quá rồi đúng không em? Thì bây giờ chị sẽ là bảo bạn kỹ thuật viên làm cho em một kiểu mi nó thiết kế hơn chút xíu, nhìn trông ấn tượng hơn chút xíu. Thì nhìn em sẽ lung linh hơn mà sẽ không có bị dừ nha. Em cũng không gọi là nhìn quá dữ, nhìn chị em trông nó lung linh hơn, nhìn cho em sáng mắt hơn. Ok không nào? Dạ. Được ạ. Ok ha, vậy bây giờ mình làm nhé. Dạ. Bây giờ thì bạn kỹ thuật viên sẽ là vệ sinh mi cho khách hàng nha mọi người ơi. Và tất cả các dụng cụ của Honey đều được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc nha mọi người. Thì mời mọi người xem thử cái bộ mi này của chúng ta làm design như nào. Thì design như thế nào để mà phù hợp với cả cung mắt, đuôi dài và bị sụp hai mí mà một bên mí to và một bên mí nhỏ không đều nhau nha mọi người. Thì mọi người có nhớ là cái clip trước em cũng có làm cho một bạn khách hàng. Thì cái bạn khách hàng đấy cũng là cái format sụp, nhưng mà bạn đấy lại là mí lót cơ ạ, chứ không phải là hai mí như bạn này. Thì cái mí lần trước là chúng ta đã làm cái dáng đó là em thuyết phục bạn làm cái dáng cat eye, là cái dáng đôi mắt hơi dài một chút xíu và cũng là mix giữa hai độ cong là độ cong C và độ cong D. Nhưng
mọi người có đấy nghe đến đây là mọi người sẽ cảm thấy nó là ồn, nếu như mà như vậy thì ra hai cái bộ min nó giống nhau mất tiêu rồi. Nhưng mà mọi người cứ thử xem nhất là bộ min nó có giống hay không. Thực ra là không giống đâu ạ, tại vì thứ nhất là hai cái cung mắt đã khác nhau rồi. Khác nhau ở đây là một bên mí lót, còn khách hàng này là có hai mí nhưng một mí sụp và một mí to, nó lại khác nhau thì nó cũng sẽ ra những cái hiệu ứng khác nhau. Cộng với là chúng ta thay đổi dáng mi, thay đổi dáng mi ở đây là bạn này làm dáng baby doll, còn khách hàng trước thì chúng ta lại làm dáng kết ai lại là kết đuôi dài cơ ạ. Còn baby doll này thì chúng ta không có làm cái đuôi nó dài, chúng ta chỉ làm cái phần từ giữa đỉnh mi cho tới cái phần gần đuôi thì chúng ta mới làm cái số dài nhất, thì nó cũng sẽ nâng được cái cung mắt cho chúng ta lên mà nó không gọi là gây quá sắc sảo này, nó cũng không có cảm thấy bị vương víu các phần đuôi mắt nếu mà đối với những cái dáng mắt mà sụp đuôi mà quá dài như vậy ạ. Thì mọi người nghe đến đây mọi người sẽ thấy nó có sự khác biệt rồi đúng không ạ? Trước tiên khác biệt về dáng mắt, thứ hai khác biệt về cái kiểu mi, là lần trước bạn kia khách hàng cũ của em là làm classic nó khác ạ, còn bữa nay bạn này là mi thiết kế. Thì mi thiết kế nó như thế nào lại gọi là mi thiết kế? Nó không chỉ đơn thuần là classic. Classic ở đây là một sợi trên một sợi, có nghĩa là một sợi giả trên một sợi thật. Còn mi thiết kế này chúng ta có thể hai sợi giả trên một sợi thật, ba sợi giả trên một sợi thật, hoặc có những bộ mi có thể là từ 4 sợi giả, 5 sợi giả trên một sợi thật cơ ạ. Thì nó sẽ gây ra những cái hiệu ứng khác nhau, cộng với mình sẽ đan xen những cái số liệu mi khác nhau, chứ nó không phải là 10 10 10 hoặc là 1 11 11, và chúng ta sẽ đan xen khác nhau, cũng giống như là 9 đan xen 11 này, 9 đan xen 12, 10 đan xen 11, 12, 13 đấy, thì tùy theo là cái sự design mà thứ nhất là khách hàng muốn, thứ hai là khách hàng không biết là muốn design gì mà chỉ muốn là mình muốn ấn tượng hơn, thì kỹ thuật viên của em cũng sẽ có thể design theo một cái sở thích yêu cầu của khách đấy mọi người ạ. Và ở đây em cũng để ra cho mọi người xem là một số các bước vệ sinh mi của bên em thì có những bước nào và gồm những chai gì, thì mọi người có thể thấy đấy ạ. Bên em đang bày sẵn ra 4 chai. Thì cái chai đầu tiên sẽ là cái chai dung dịch foam. Foam ở đây có nghĩa dung dịch bọt vệ sinh đấy ạ. Thì cái bọt vệ sinh này nó không có chất paraben nha mọi người, nó cũng không có chất tẩy mùi, cho nên không có chất tẩy rửa luôn đấy ạ, cho nên là nó rất là an toàn cho mắt, nó không có gây kích ứng mắt nhau nha mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái chai cleanser này. Chai cleanser này nó rất là đa dụng luôn. Thứ nhất là nó có thể chùi sạch những cái sát tháo mi còn dính lại khi mà chúng ta tháo mi nối ra đấy ạ. Và cái cleanser này cũng có thể là khi mà khách hàng mà mi quá dầu, mi quá bị dầu này, bị bết này, hoặc là mi của họ giống như họ trang điểm mà họ tẩy trang chưa sạch khi mà tới honey nối mi á, thì cái chai cleanser này cũng sẽ tẩy được những cái phần trang điểm đấy luôn nha mọi người. Tiếp đến là cái chai primer. Primer ở đây có tích hợp luôn cả protein. Thì cái chai primer này thì nó sẽ giúp cho hàng cung cấp là dưỡng mi, có protein dưỡng mi, và primer cũng sẽ tạo độ liên kết để cho mi thật nó dính chắc hơn với cả mi nối đấy mọi người. Và còn một chai nhỏ nhỏ đen đen xinh xinh này nữa ở đây, đó chính là cái chai bonder. Chai bonder này có thể bôi trước khi mà chúng ta nối mi để cho bộ mi của chúng ta nó, cái chân keo nó được mềm mịn hơn và nó bám chặt hơn nha mọi người, cũng là một dạng liên kết đấy ạ. Thì mọi người có thể thấy tất cả các dụng cụ của Honey đều mang thương hiệu của Honey. Tại vì sao? Tại vì khi mà một dụng cụ mà chúng ta làm trên áp dụng lên trên cơ thể của chúng ta mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có một cái thương hiệu đảm bảo độ an toàn thì có phải mọi người sẽ yên tâm hơn đúng không ạ? Và cái niềm tin mọi người đặt cũng sẽ có hơn là so với những các dụng cụ mà không có thương hiệu đúng không mọi người? Bây giờ thì bạn kỹ thuật viên đã làm xong bộ mi cho em, thì em có cảm nghĩ như thế nào về bộ mi của mình cũng như là có sự cải thiện gì về cái dáng mắt của mình không nhỉ? Dạ em cảm thấy rất là ưng ý à. Mắt em đỡ bị sập hơn á, nhìn nó có hồn hơn á chị. Dạ. Cảm ơn em, vậy là em thích bộ mi của mình đúng không? Dạ. Thì cái bàn mi này là mi thiết kế, nó không có quá dày cho em, cũng như là cái yêu cầu của em là em chỉ thích nó tự nhiên, nhưng mà em thích nó ấn tượng một chút xíu và nâng được cung mắt của mình, chứ nó không gây cho mình cái cảm giác là mình bị già hay là bị dữ đúng không em nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Cảm ơn em, về bạn kỹ thuật viên có làm cho mình nhẹ tay, có làm em hài lòng không? Dạ chị làm rất hài lòng, nhẹ nhàng ạ. Nhẹ nhàng đúng không em nhỉ? Và em bây giờ thì không có cảm giác như là khó chịu hay cay mắt hay đau mắt gì đúng không em? Dạ đúng rồi ạ.
Rồi, thì vấn đề về mi bên chị có bảo hành cho mình trong vòng 3 ngày về vấn đề rơi, rụng, cộm, ngứa. Thì trong vòng 3 ngày đó em có cảm thấy khó chịu như thế nào thì em cứ liên hệ cho Honey Beauty nhé, để cho chị có thể sắp xếp một cuộc hẹn để em tới em kiểm tra lại mi chẳng hạn, đúng không nhé? Thì bây giờ thì cũng đã kết thúc cái video clip về cái dáng mi, giúp cho mi của bạn là mi hai mí, nhưng mà một mí to và một mí nhỏ. Thì đã có kiểu mi nào để phù hợp với các bạn ấy? Thì theo mọi người, cảm nghĩ mọi người khi nhìn xong bộ mi này thì mọi người có cảm nghĩ như thế nào ạ? Thì mọi người vui lòng comment xuống phía dưới giúp em nhé. Và hoặc là mọi người có muốn em làm cho mọi người về cái dáng mắt nào chẳng hạn đi, thì mọi người cũng có thể yêu cầu ngay comment bên dưới mọi người nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở Honey Beauty trong những video clip tiếp theo ạ. Và mọi người nếu mà mình có nhu cầu đến trải nghiệm hoặc là đến đây tám gỡ với em Dương, thì em mời mọi người đến số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.